Với 27 năm phát triển trong lĩnh vực du lịch chuyên nghiệp, là doanh nghiệp du lịch đứng đầu tại Việt Nam, Viettravel đã đạt đến cột mốc có hơn 1.000 nhân sự cùng 26 văn phòng trên khắp Việt Nam và thế giới. Trong hơn 27 năm ấy, giấc mơ được đi du lịch khắp năm châu bốn bể của người Việt Nam và khám phá đất nước Việt Nam tươi đẹp của bạn bè thế giới đã được Viettravel hiện thực hóa với tất cả tâm huyết của nhà tổ chức du lịch tận tâm vì quyền lợi của khách hàng. Năm 2022, số lượng khách đặt tour từ châu Âu và Pháp về Việt Nam thông qua Viettravel đã tăng trưởng đáng kể, đánh dấu sự tin tưởng của khách hàng dành cho năng lực của hàng nghìn nhân viên Viettravel. Thành công ấy có được bởi bí quyết đơn giản nhưng tối quan trọng. Là một doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của Việt Nam, thì ba cái mục tiêu quan trọng kim chỉ nam cho doanh nghiệp chúng tôi đó là chuyên nghiệp, cảm xúc thăng hoa và gia tăng giá trị. Chúng tôi sẽ chuẩn bị các bộ sản phẩm theo đúng cái tiêu chuẩn của khách hàng, đi theo từng nhóm gia đình hoặc là đi theo từng cơ quan đoàn thể để khách hàng có thể có những cái trải nghiệm riêng biệt của mình. Bên cạnh đó thì sau dịch, khách hàng thiên về nghỉ dưỡng thiên nhiên, thì như vậy là Viettravel cũng đã chuẩn bị các cái bộ sản phẩm để có thể đáp ứng đầy đủ tất cả các nhu cầu của khách hàng. Luôn đổi mới dịch vụ, đa dạng hóa và nâng cấp các tour tuyến, đưa công nghệ giúp đơn giản hóa việc đặt tour du lịch đã khiến Viettravel thực hiện mục tiêu của mình trong nâng cấp dịch vụ một cách toàn diện. Chỉ bằng vài click là khách hàng có thể đặt tour ở bất cứ đâu một cách chi tiết. Mạng lưới tư vấn dịch vụ du lịch đơn giản và tận tình, Viettravel đặt mục tiêu trở thành một nhà đồng hành với khách hàng trong ước mơ khám phá Việt Nam và thế giới. Làm du lịch thì nó là cái nghề dịch vụ, lúc mà ta mua tour thì cũng chưa biết là cái tour nó sẽ như thế nào. Cho nên tôi nghĩ có ba cái điều quan trọng, rất là quan trọng: uy tín. Những mũi tên vàng hiển thị cho những hành trình mới của Viettravel tổ chức xuất hiện ngày một rộng trên địa cầu. Để có được điều này là nhờ sự tin yêu của khách hàng dành cho hàng ngàn con người đang ngày đêm làm việc trong một mục tiêu biến ước mơ du lịch thành hiện thực với chất lượng và giá thành tốt nhất. Viettravel, người đồng hành du lịch đáng tin cậy từ Việt Nam.